Làm con rú quá ơi. Con rùa ngóc đầu lên nè. Là con rùa. Con rùa ngóc đầu nè. Chống tay lên nè, tập thể dục sit up nè. Push up, push up con, push up, push up. Bây giờ cứ hôn hôn ga liên tục kìa. Đấy, con ngóc đầu lên đấy. Đấy, con lên đấy. Ôi, hai con à. Mệt thế. Cố lên con, cố lên con. Đấy, nâng đầu lên được rồi đấy. Đấy, chồng cả mông lên đây. Tập thể dục nhá. Push up nào, push up nào. Đẩy tay lên. Bỏ đi đâu rồi, thôi. Ôi dồi ôi, đẩy tay lên nào, trông thương không? Ôi, trông cặp rất thương không? Ừ, các bạn thấy con. Ừ, đúng rồi. Ừ. Cái này vui ấy. Cái này khoái đấy, nhưng mà con thích nằm ngang đầu này hơn. Con nào thích nằm ngang đầu. Phải được ngang đầu là sướng rồi. Ừ. Thôi đỡ rồi đi. Mẹ nằm này là không ấy đâu. Quay đầu lại nữa. Mất bao nhiêu câu mới quay được sang nhỉ? Ngóc cơ hình chị. Có rồi đấy. Thôi. Làm tập thế thôi. Không thở đây, thở đây. Không mà. Không mà, nó mũi thở tốt. Ôi, cạp hết cả gà, cứ giờ cạp gà, cứ giờ cạp gà. Thôi, cáu rồi. Đỡ đây nè. Thôi.